Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh KBiz 24 giờ để chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày của các idol Hàn Quốc. Và ngày hôm nay, thông tin có gì nóng hổi và không thể bỏ qua thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng chúng mình theo dõi nhé. Những ngày vừa qua, tin đồn hai idol A và B nổi tiếng đi bar ở Itaewon trong thời gian ổ dịch tại đây bùng phát vì ca lây nhiễm mới đã khiến dư luận xôn xao. Đến ngày 18 tháng 5, Dispatch đã tung ra một loạt bằng chứng chứng minh tin đồn này là thật và còn nêu đích danh nhóm bạn 4 nam thần K-pop đình đám: Trung Quốc của BTS, Cha Eun-woo của ASTRO, Jae Hyun của NCT và Minhyun của Seventeen. Sau khi ba công ty lên tiếng xác nhận những thành viên này có tụ tập tại quán bar ở Itaewon, người hâm mộ bày tỏ vô cùng thất vọng trước hành vi của 4 idol trong thời gian giãn cách xã hội. Sáng ngày 18 tháng 5, Dispatch đã khiến cho cộng đồng fan K-pop hoang mang khi bất ngờ tung tin Trung Quốc, BTS, Cha Eun-woo, ASTRO, Jae Hyun, NCT và Minhyun Seventeen tụ tập tại quán bar ở Itaewon. Vào ngày 25 tháng 4, đây là ngày Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC vẫn khuyến nghị người dân thận trọng trong việc giãn cách xã hội. Sau đó, SBS cũng đăng lại tin tức này, chính vì vậy sự việc càng được dư luận quan tâm nhiều hơn. Liên quan đến vụ việc trên thì Big Hit Entertainment, Bladis Entertainment và Fantagio Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức. Đây là một thông tin chấn động đến người hâm mộ Hàn Quốc vì 4 nam thần trên đều là những idol có sức ảnh hưởng trong làng giải trí. Đặc biệt là khi một danh sách này còn xuất hiện nam ca sĩ Trung Quốc BTS, một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với số lượng fan hâm mộ đông đảo. Vụ việc dường như trở thành tâm điểm khi nhóm nhạc BTS trước đó đã thực hiện quảng cáo giãn cách xã hội nhưng một thành viên lại vi phạm quy định giãn cách này. Ở Hàn Quốc, những từ khóa liên quan đến vụ việc này đã lên top trending của Twitter. Theo đó, thì Big Hit xác nhận Trung Quốc đã đến club vào thời điểm trên và đưa ra lời xin lỗi. Thông báo của Big Hit: Xin chào, chúng tôi là Big Hit Entertainment. Đây là thông báo chính thức của chúng tôi liên quan đến việc Trung Quốc BTS đến Itaewon. Trước hết, chúng tôi chân thành xin lỗi vì trả lời muộn màng câu hỏi của truyền thông về việc Trung Quốc có đến Itaewon hay không và phản ứng ban đầu của công ty. Sự thật là Trung Quốc đã đến Itaewon. Tuy nhiên, cậu ấy không đến cùng địa điểm với bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào đầu tháng 9. Trung Quốc đã đến trước đó một tuần. Ngoài ra, chúng tôi đã nói rằng việc tiết lộ cuộc sống hàng ngày của các nghệ sĩ là không phù hợp bởi vì chúng tôi đã tự nguyện thực hiện các biện pháp như xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của chính phủ. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để bào chữa cho vấn đề lần này. Bởi với tư cách là một công ty quản lý nghệ sĩ, chúng tôi đã không nhận thức rõ tầm quan trọng của giãn cách xã hội mà ưu tiên quyền riêng tư của nghệ sĩ cao hơn. Trung Quốc đã cùng với bạn bè đến các nhà hàng và quán bar ở Itaewon vào thứ Bảy ngày 25 tháng 4. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc không có triệu chứng nào của COVID-19 như ho hay sốt. Đồng thời, cậu ấy cũng đã tự nguyện xét nghiệm và nhận kết quả âm tính. Hiện tại, cậu ấy rất hối hận vì đã không nghiêm túc tuân thủ lệnh giãn cách xã hội. Big Hit đang cố gắng để làm đúng các hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ vấn đề này kỹ càng hơn để những sự việc như thế không xảy ra lần nữa. Chúng tôi xin lỗi vì đã đem lại những bất tiện cho fan và mọi người. Sau Big Hit, Bladis và Fantagio cũng đã lên tiếng xác nhận Minhyun và Cha Eun-woo đã đến Itaewon cùng với hội bạn vào ngày 25 tháng 4 và gửi lời xin lỗi đến fan. Thông tin này đã khiến cho người hâm mộ không khỏi thất vọng, lên tiếng chỉ trích idol. Nhiều người cho rằng dù có là thần tượng thì việc không tuân thủ giãn cách xã hội làm tăng nguy cơ lây lan COVID-19 vẫn đáng bị lên án. Vào ngày 12 tháng 5, Dispatch cũng đưa tin tố Mino, Winner vui chơi trong quán bar lúc COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã bị netizen xứ Hàn lẫn quốc tế lên án kịch liệt. Tuy nhiên, sau đó trang WikiTree đưa tin Mino chỉ biểu diễn ở nhà khách của người quen, không phải là club như Dispatch đưa tin. Dispatch cho rằng các công ty giải trí này quá vô trách nhiệm vì không tiết lộ những thông tin về hoạt động trên, lên án 4 idol này vì không tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội của KCDC, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBiz 24 giờ và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức gì về sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.